Nghe nó dài. Ca sĩ Như Quỳnh sẽ tổ chức cuối tháng này một cái đại nhạc hội tại Hà Nội. Hà Nội. Sau đó cô sẽ ra cái khách sạn, à cái nhà, nhà hát Hòa Bình tổ chức một cái show nữa. Nhưng cái quan trọng nhất là Như Quỳnh được mời về Việt Nam ngồi ghế nóng. Đúng rồi. Ghế nóng đây là có là sao là tránh chủ khảo cho một cái chương trình Bolero. Và với ai? Với Quang Lê và Ngọc Sơn. Thì bây giờ là thật sự đối với tôi Như Quỳnh xứng đáng để ngồi cái chỗ đó. Bởi vì đó, những hát nhạc ngoài Hương Lan ra thì Như Quỳnh là hát bolero nguyên lấy, không ai bằng. Nhưng mà quý vị chưa biết, cái nhà mà Như Quỳnh ở Mỹ đây là nhà của ai? Nhà đó của Andy Quách. Nhà ông Andy Quách tặng cho Như Quỳnh. Và Andy Quách lúc đó đó là người cầm áo dài cho Như Quỳnh đi hát. À, có nhiều chuyện tâm cung bí dịch lắm. Cái đó thì chỉ có cung không biết thôi. Dân Bô Sa này biết. Dạ, dân vâng, Bô Sa này vâng, biết. Không, nhưng mà không biết những cái chi tiết đó. Biết là... Nhưng mà Như Quỳnh, đó là một người con gái rất là đáng thương. Trả lời phỏng vấn của Việt Thảo, Như Quỳnh nói rất là thành thật. Em là một người con gái ba đời chồng nhưng mà chưa bao giờ có đám cưới. Tội nghiệp như vậy. Thành ra đó, nhạc Như Quỳnh rất là buồn. Nhưng mà Như Quỳnh ngồi ghế giám khảo rất là xứng đáng mà cạnh Quang Lê. Nhưng mà ý của chúng tôi muốn nói rằng nó coi như là cái nền ca nhạc ở cộng đồng Việt Nam hải ngoại này chấm dứt. Nó hướng về Việt Nam hết rồi. Chấm dứt coi như nó hướng về Việt Nam hết rồi. Ngoại trừ hai ca sĩ là Trang Thanh Lan với lại Phương Hồng Quế. Phương Hồng Quế có về Việt Nam nhưng mà không hát. Trang Thanh Lan về Việt Nam không hát. Bây giờ là ngồi làm chương trình cái gì chương trình đi trên trên đài Hồn Việt đấy. Bây giờ cái vấn đề chúng tôi muốn đặt ra đây, cô Tô Ngọc Thủy tức là con của ông Tô Văn Lai tức là Marito đó, Marito sẽ về ngồi trong cái chương trình tuyển lựa Bolero này có Như Quỳnh ngồi chính. Marito ngồi để mà khuyến khích tinh thần của Như Quỳnh. Quý vị nhớ năm ngoái Như Quỳnh về không được đón tiếp. Và đi ra trở lại hải ngoại cũng không được đón tiếp. Nhưng mà lần này thì về được Quỳnh Hoán. Tổ chức một cái show ca nhạc lớn ở nhà hát lớn không phải là dễ. Công việc bắt tay rất lớn. Nếu mà không có Quang Lê và không có Ngọc Sơn, hai ca sĩ này rất là giỏi nữa. Tôi rất thích giọng hát Bolero. Là ca sĩ hàng đầu của Việt Nam về Bolero từ trưa nay. Và Ngọc Sơn cho tới giờ phút này chưa có vợ, rất là giàu, cũng không thua gì mà Đàm Vĩnh Hưng. Nhưng mà Ngọc Sơn tôi thích ở đây đó, rất là có hiếu kinh khủng luôn đó. Và hầu hết những nhạc của Ngọc Sơn nói đều nói về mẹ, đều nói về cái tình mẫu tử. Nếu mà tôi nói sai các bạn cứ việc cho biết nha. Ông Hùng này ông ở bên này ông nói láo. Ở trên kia nó bảo Nguyễn Phương Hùng cứ ngồi bàn phím nói láo. Thì cái chuyện đó là một cái chuyện mà chúng tôi muốn đặt vấn đề, có phải là chuẩn bị cho bước trở về của Thúy Nga Paris không? Bởi vì sân khấu hải ngoại coi như là chết. Lan Nguyên nói rồi. Nếu mà làm được điều đó là hay chứ em. Vâng, thành ra đó thì tôi nhớ lại cái hồi còn quán Gen đó, yeah. Thì là ông Tô Văn Lai, ông ấy có đi ra cái ngoài quán Gen, ông ấy nói rằng thì là bây giờ đó, băng của Thúy Nga chưa ra thì đã bị in lậu rồi. Đúng. Thành ra là chúng tôi không có cái cách nào để chúng tôi tồn tại. Yeah. Thành ra có thể là cái băng 99 đó, yeah, là chấm dứt. Đấy là cái than phiền của ông. Đúng, 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 đúng có nói. À, thế nhưng mà nó một cái sáng kiến, mà cái này có thể là của Nam Lộc Nam Điếc thì người ta nói thì là bây giờ chúng ta làm những các cái show mà chúng ta thâu tiền ngay, à, thâu tiền trực tiếp để mà đủ cái tiền sở hội để làm cái sân khấu hoành tráng, có thế thôi, à, tất cả mọi người đều có mặt trong cái đó gì đó thì cái công đó là của Nam Lộc, cái công đó là của Nguyễn Cao Kỳ Duyên, à, vân vân. Thành ra cái
cái Thúy Nga Paris nó lại vẫn tồn tại được là bởi vì nó thu tiền trực tiếp truyền thanh, trực tiếp truyền hình, chỉ có cái bữa đó thôi là đủ sở hữu rồi. Đấy, Vân Sơn rồi cũng bắt chước như vậy, vân vân. Đấy là cái thế cũng nhạy nhân mấy cái ca sĩ này đó, thì mình mới thấy rằng thì là đây là những con chim đầu đàn, là họ về họ hòa giải với nhau rồi, họ hát nhạc lính, họ hát nhạc bolero, không ạ, làm gì có cái làn danh quốc cộng gì cả. Thành ra đó, thành ra đây mới là cái quần chúng nó tràn ngập. Còn ở đây đó mà mấy người này mà chống đối đó thì mấy cái ca sĩ ở đây lại đành đi lên mấy cái sòng bài của Ba Tàu, không ạ, lại rơi vào tay Ba Tàu. Thành ra tôi thấy rằng thì là cái bọn ở đây hình như hành động của nó ngu quá, không, nó ngu mà có thể là nó chỉ có thế mà nó hình như nó Việt gian thật à. Việt gian thật nó làm lỗi bại hết, làm lỗi bại hết rồi. Nó giỏi ở cái chỗ đó, nó Việt gian thật ạ. Thế mới hay ạ. Đó là cái vấn đề chúng tôi muốn nói về vấn đề có thể rằng là Đan Nguyên đã nói rồi. Chỉ là tôi Đan Nguyên. Đan Nguyên là ca sĩ rất hát cũng khá hay. Tôi không thích giọng Đan Nguyên nhưng mà rất nhiều người Việt Nam thích Đan Nguyên lắm. Tại vì Đan Nguyên đẹp trai. Phải đúng nha, phải công nhận Đan Nguyên nó có một cái chất men. Đó là đàn ông, nhìn cái mặt đâu mới biết đàn ông tính. Nhưng mà Đan Nguyên nó dính với lại Asia. Thứ nhất và thứ hai dính mới lại trong cái nhóm mà bây giờ thì chạy qua bên bỏ Asia rồi nhưng quá trễ. Ê, Đoan Nghiên nói rằng các ca sĩ cần sân khấu. Vấn đề ông sân khấu cần khán giả. Thì đó như vậy là điều đó chứng tỏ rằng đây hết. Vấn đề là ông Đan Nguyên ông chỉ tuyên bố những cái gì đó để người ta chấp nhận được. Anh ấy mặc quần áo quá nhiều, tất cả các quân binh chủng. Tôi hiểu, đấy. Nhưng bây giờ ông chỉ tuyên bố những cái gì đó để người ta chấp nhận ông. Đó là quyền của ông thôi. Đúng rồi, đấy, quyền của ông. Ông nên. Năm 2015 thì Quang Lê nói rằng á, sẽ đưa Đan Nguyên về Việt Nam hát năm 2016. Nhưng bây giờ chưa thấy. Bây giờ Như Quỳnh về rồi thì tôi nghĩ rằng Đan Nguyên cũng sẽ được về. Bởi vì Như Quỳnh, quý vị chưa biết lịch sử, tiểu sử của Như Quỳnh á, hồi xưa đã đi thi ở Việt Nam mà hát cái bản nhạc Như Có Bác Hồ. Mấy lại bản nhạc gì đã quên mất rồi. Thì hồi đó Khóm Phường rồi này kia có làm văn nghệ được, đấy. Đây là văn nghệ và giọng hát ngô Như Quỳnh đã được chấm. Rồi Như Quỳnh qua đây, Như Quỳnh không có những cái lời tuyên bố cái gọi là lãng xẹt giống như là kiểu Đan Nguyên. Đan Nguyên đi mới lại Trúc Hồ lên hát Việt Nam tôi đâu mới lại trên quốc nhân dân đi. Cái đó nó nặng quá đi. Đấy. Thành ra bây giờ ông chỉ lên ông tìm đúng cái rồi. Gì đó đấy. Để người ta tha thứ ông thôi. Cái văn hóa Việt Nam thì nó đánh kẻ chạy đi chứ không đánh kẻ chạy lại thôi. Mới lại nhất là cái ca sĩ ca siếc thì nó cần sân khấu thật, là nó cần khán giả thật. Và thành ra cái câu chuyện mà người ta về với đất nước, tôi thấy nhà cầm quyền Việt Nam không có chấp đâu. Mà không chấp là gì anh? Không có chấp đâu cả. Mà cũng không có gì phải làm cho nặng nề cái việc đó cả. Vâng, thì đó thì đại khái thì hỏi có một độc giả hỏi là có những cái trang mạng nói